nhớ rõ lắm, nhưng mà năm ngoái ôi ơi, thế có học viên cũ em không? Năm ngoái thì một nhân tình cờ một dịp lên lên mạng thì thấy có một cái cuộc gặp gỡ của thầy với lại cựu cán bộ, nghĩa là cán bộ hưu trí của Việt Xô. À rồi nhớ rồi, đúng, cũng biết nhớ là năm mấy, nhưng mà tôi bảo mình cũng thuộc cái thành phần nào, nên tôi bảo thì cũng đi thử nghe coi sao. Sau đó vào đấy thầy giới thiệu cái cặp đá gì đó thì cái đó nhiệm kỳ thì tôi thì cũng lấy một cặp, vì tôi có một cái chứng bệnh là đau đau cái đau phía bên trái mà nó đau nhiều năm lắm. Tôi chữa các kiểu không có thể hết, mà cái đúng cái thời gian đấy là tôi cũng đau lắm, cứ gần buổi sáng đau dữ dội luôn. Tôi bảo tôi nghe không có vấn đề gì không, xong tôi vừa lấy cặp đá ở trường thì đúng là kỳ diệu rồi. Trường một cái là coi như là sau khoảng mấy ngày là hết, và đến bây giờ thì cơ bản hết cái đâu vậy, thì mọi người bảo công nhận là cái đá nó hay thật. Thì bây giờ tôi cứ trường như thành thói quen, buổi sáng em buổi trưa thì ăn cơm trong trường cứ tối đến ngủ trường cứ. Tôi thấy là tổng thể về sức khỏe nói đó, tất nhiên là kết hợp ăn uống này khác thì luyện tập này khác thì tôi thấy là sức khỏe tốt hơn. Rồi cái cơ bản cái đau gáy của tôi là nhiều lúc đau quá chạy ra chỗ thuốc tây của ăn mấy liều thì ra cho cầm cùi được khoảng tuần thì lâu lâu nó lại trở lại. Nhưng về trường đá thì nhưng mà nói về cái về thôi bây giờ cái chất ok rồi, nhưng mà về mà tinh thần anh nghĩ sao? Không, tôi nghĩ là cái này nó có cơ sở khoa học chứ không phải là cái chuyện thần bí gì đây cả. Tuy nhiên là khi mà cái dòng máu nó không chảy được bởi vì nó bị đặc quánh cái gì đấy, bây giờ mình có một cái tác động nhiệt vào thì nó sẽ bị giãn nở, giải khác thì nó sẽ lưu thông tốt hơn, và lưu thông tốt hơn thì nó đến mọi ngõ ngách trong cơ thể thì nó sẽ làm cho cơ thể mình nó sẽ điều hòa một cách tuyệt vời hơn. Thì tôi có một niềm tin là cái này là thứ như là cái chuyện hay. Tôi cảm ơn thầy cái chuyện là có một cái lúc trước tôi thì cũng hay bị trúng gió, ví dụ như là cứ ở mà đi ngoài nắng vào xong là vào trong máy lạnh khác, hoặc là ví dụ làm cái gì mà ra mồ hôi xong mình tắm nó ngay xong là sẽ bị trúng gió xong rồi sau cái trúng gió là nó sẽ bị ho, mà ho nó kéo dài hàng tháng trời không hết. Nhưng mà từ khi trường đá xong là cái hiện tượng mà bị trúng gió thì ốm lặt vặt không có, một cái chưa hiện tượng mà ví dụ như có thì nó lại không có cái hiện tượng ho kèm theo nữa. Không đau mình đau mày. Không mình đau. Cái chuyện này mà ở những người nhà mà cũng cái lạ, cái ông này cái bệnh ngày xưa của ông là cứ trúng gió là phải ho và ho cả tháng. Bây giờ mà trúng gió xong thì cạo gió xong cái là nó hết, không thể ho được. Đấy là trường gan nó tăng cái đề kháng lên rõ rệt. Riêng về cái cặp đá thì tôi nghĩ là này gọi là cặp đá diệu kỳ, thì tôi gọi là cặp đá yêu thương được. Vì đối với tôi nó là quá tuyệt vời. Xin cảm ơn. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại: 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại: 0983792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.